Trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2024, Bộ Công Thương đã tổ chức tọa đàm kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP và hệ thống phân phối hiện đại ở nước ngoài, với sự tham gia của các bộ ngành, các doanh nghiệp phân phối trong và ngoài nước, cùng các doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất sản phẩm OCOP từ khắp cả nước. Tại buổi tọa đàm, các địa phương cũng được dịp giới thiệu với các hệ thống phân phối hiện đại về tiềm năng, lợi thế nông sản của mình, chia sẻ những khó khăn vướng mắc trong việc hỗ trợ các chủ thể OCOP trong việc phát triển sản xuất, xây dựng thương hiệu đến xúc tiến thương mại tiêu thụ các sản phẩm OCOP của địa phương. Bên cạnh đó, các chuyên gia là đại diện của cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp OCOP tiêu biểu đã có những chia sẻ không chỉ giúp các đại biểu có cái nhìn toàn diện về chính sách hỗ trợ sản phẩm OCOP mà còn là cơ hội để trao đổi những kinh nghiệm thực tiễn trong suốt quá trình xây dựng, phát triển và kết nối thị trường cho sản phẩm OCOP. Tọa đàm kết nối thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP và hệ thống phân phối hiện đại ở nước ngoài là một bước tiến trong việc thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 2024, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho các sản phẩm OCOP, mở rộng mạng lưới phân phối cả ở thị trường trong nước và quốc tế.